Cà phê nè anh. Cà phê nè. Đôi chân này sẽ đi leo núi, em tập leo núi cao. Ông mai nhấp da, em giờ này nó có mấy mũi này này. Bác Hiếu nè, bác Hiếu quạo dữ rồi, quá trời đông luôn. Ừ, dép đó nó không đào chừng, nó dép ba đào chừng. Đúng rồi. Đi Châu Đốc mà chị Hai ơi. Đi với bà nè. Thấy ông Bột không? Ông Bột đi lên đây kêu ông Bột chụp hình, ông Bột cũng không chụp luôn. Hai chồng ra tao chụp tấm hình đấy coi. Dạ đi Châu Đốc, hôm nay nguyên gia đình đi Châu Đốc.